Bẩm quan, cái chuyện thánh nhân gì đó thật sự thì con cũng có nghe, mà thật sự từ bữa về đây tới giờ á, không có thấy ai biểu hiện gì gọi là thánh nhân á, toàn là thứ gì đâu không à, cai quản mệt muốn chết luôn nữa. Có thiệt á? Không, ý con là nói người đây tầm thường không à. Thánh nhân không phải là người thường. Dạ. Mà người không bình thường thì ẩn thân rất kỹ. Nhà ngươi nên nhớ tìm kỹ cho ta. Dạ. Mà muốn nhìn ra khí phách của thánh nhân thì phải có mắt nhìn tinh tường. Dạ. Thì đó. Nhìn người tinh tường. Quan nhìn cô đi. Đó. Con chẳng phải có một con mắt mà tới hai con mắt lận. Đó. Hai con mắt con rất là lạ thường, thấy không? Cặp mắt này nếu mà nhìn vô thánh nhân là con nhìn ra liền. Nói chung là thánh nhân là phải sang đẹp, có một cái là con nhìn ra liền. Con dám đảm bảo với quan luôn, ở đâu á chứ cái làng này không có thánh nhân đâu, toàn là thứ cùng đinh tôi tớ, nhìn không ai sang ai đẹp hết á, đúng không? Thánh nhân là phải sang phải đẹp, cái làng này không có, trừ con ra. Ngươi đó, ngươi liều hồn nhà ngươi đó. Tước mặt chúa thượng mà khăng khăng mà làm không có được đó hả? Cô chừng bái đầu. Dạ con biết rồi. Dạ con ráng tìm. Có cái con báo quan liền. Không cần báo. Dạ. Giết liền cho ta. Dạ. Giết thánh nhân hả? Quan nghĩ sao vậy? Làm sao con địch lại thánh nhân? Nếu địch không nổi, báo ta. Dạ. Nhớ đó. Dạ. Quan về. Vậy đi cho khỏe. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao? Mình địch lại thánh nhân.